Theo thông báo chính thức, ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNEID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Ngoài ra, thì Bộ Công an cũng cho biết, từ ngày 24 tháng 7, người dân có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNEID thông qua tính năng sổ tang điện tử.